nhà mình nó thì chập điện cúp HCB cổng mà, mẹ mình ở dưới nhà thì cứ nghĩ là cúp điện là do bình thường, nhưng đến khi linh tính mẹ em lên lầu 1 kiểm tra, mở cửa ra thì là một biển lửa đỏ rực khủng khiếp lắm. Lúc đó em và ông xã còn đang ngủ chưa hay biết gì, trên tầng 2 thì nghe mẹ em la rất là lớn, chị kêu kịp kêu thằng Minh ơi, Minh ơi, là tên chồng của em. Chứ lúc đó hốt hoảng không la được tiếng cháy nhà. Hai vợ chồng em vừa chạy xuống á thì thấy một cảnh tượng rất là khủng khiếp, khói ngạt hết cả một tầng 1. Hoảng loạn vì bị cháy nhà, cô gái đăng đàn cảnh tỉnh lý do mọi người hay mắc phải. Mới đây, một cô gái sau 3 ngày bị khủng hoảng tâm lý sau khi vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh thì đã vội đăng một đoạn video cảnh tỉnh tới dân cư mạng. Theo như cô gái chia sẻ cho biết, sau khi sử dụng máy sấy tóc xong, cô gái quên không rút mà vẫn cắm để qua đêm trên một tấm nệm. Có lẽ một phần vì trời nóng oi bức, một phần vì dòng điện bị chập nên dẫn tới việc bùng cháy, khiến cả tầng 1 chìm trong biển lửa trong cơn hoảng loạn của mọi người trong nhà. Cháy nhà Tư ơi, cháy nhà rồi Tư. Qua 3 ngày em tỉnh táo mới ngồi đây làm clip cho mọi người. Đúng là phải trải qua những ngày tưởng mới thấy được những ngày bình yên hạnh phúc. Gia đình con xin cảm tạ Chúa trời rất nhiều. Khi gặp nạn chỉ có gia đình mới chạy đến bên mình thôi. Chỉ vì sơ suất ghim cái máy sấy mà không rút đó mọi người, mà để trên tấm nệm nó xảy ra hỏa hoạn. Nhà mình nó thì chập điện cúp HCB cổng mà, mẹ mình ở dưới nhà thì cứ nghĩ là cúp điện là do bình thường. Nhưng đến khi linh tính mẹ em lên lầu 1 kiểm tra, mở cửa ra thì là một biển lửa đỏ rực khủng khiếp lắm. Lúc đó em và ông xã còn đang ngủ chưa hay biết gì, trên tầng 2 thì nghe mẹ em la rất là lớn, chị kêu kịp kêu thằng Minh ơi, Minh ơi, là tên chồng của em. Chứ lúc đó hốt hoảng không la được tiếng cháy nhà. Hai vợ chồng em vừa chạy xuống á thì thấy một cảnh tượng rất là khủng khiếp, khói ngạt hết cả một tầng 1. Vừa lo cho mẹ vừa lo cho đám cháy, mà lúc đó thật sự em rất là bình tĩnh. Tay á thì em bấm gọi cứu hỏa, một chân á thì em chạy lên trên tầng, mở hết tất cả các cửa sổ ra và bắt đầu là đi tìm khăn để mà bịt cái mũi lại. Trời ơi, em nói mọi người, em rất là hoảng luôn, nhưng mà phải cố gắng bình tĩnh để mà xử lý được. Ráng mà tạt nước, cuối cùng là cũng rất là may được mọi người hỗ trợ cũng như là gia đình em hỗ trợ để mà tạt được đám cháy, thì cũng đã khống chế được đám cháy. Vừa lúc đó thì các anh bên phòng cháy chữa cháy đã xuống và hỗ trợ. Thật sự em cảm tạ trời đất để ngày hôm nay em còn sức khỏe, em còn ngồi đây, em còn bình yên và gia đình em không một ai bị một cái vết thương gì trên cơ thể cả. Mình cũng rất là cảm thấy là mình trong cái rủi ro, mình còn được may mắn, mình còn được ngồi đây để mà ngồi làm clip để cảnh giác mọi người. Cho nên mọi người ai ở nhà mà có những cái thói quen sạc pin điện thoại để qua đêm, ghim máy sấy hoài không tắt, hoặc là những cái ổ điện mà các anh chị mình á cứ ý là mình ghim sạc rồi mình lại đi khỏi nhà, có những cái nó rất nhanh và nó không thể nào mà mình khống chế được đâu. Chỉ trong vòng này, nó nhớ lại là chỉ trong vòng từ khoảng 2 đến 3 phút thôi mà một cái phòng nó là biển lửa đó mọi người. Cô gái bàng hoàng chia sẻ lại tình trạng của ngôi nhà sau khi bị thần lửa ghé thăm. Điều may mắn là sau trận hỏa hoạn, gia đình không có thiệt hại về người. Thế nhưng ít nhiều cũng đã gây ra cho cả gia đình của cô gái một nỗi ám ảnh khi sử dụng các thiết bị về điện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.